Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty vừa nhập về rất nhiều loại máy làm đẹp cùng với các công nghệ làm đẹp mới nhất và hiện đại nhất, nhằm mục đích đem lại kết quả hữu hiệu và an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học về beauty và đặc biệt có các lớp chuyên biệt theo yêu cầu của từng học viên. Và sau khi tốt nghiệp thì cơ hội làm chủ cho chính mình chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số điện thoại 0481 944 506 hoặc đến thẳng địa chỉ số 346 Calivero, Cali Heights, New South Wales 2166. Bạch Ngọc xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của đài Việt Face TV, thông tin về việc thiết lập ngân sách của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers là một trong những tin tức được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay. Ngoài ra, trong bối cảnh mà nước Úc liên tục bị tin tặc tấn công, Ủy hội Bảo vệ người tiêu dùng ACCC kêu gọi các ngân hàng phải có phương thức bảo vệ thông tin mới, cũng như các khoản bồi thường cho nạn nhân nếu tin tức bị phương hại. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin về ngân sách 2023-2024. Chính phủ thiết lập hai ban cố vấn nhưng không thể chấp nhận đề nghị của họ. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 3 năm và trong tiến trình thiết lập ngân sách 2023-2024, chính phủ và đặc biệt là Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã nhận được rất nhiều đề nghị, và trong số này, có hai loạt đề nghị do hai ủy ban cố vấn mà chính phủ đã thành lập. Ủy ban cố vấn thứ nhất được gọi là Economic Inclusions Advisory Committee, mà chính phủ đã thành lập theo đề nghị của nghị sĩ độc lập Davis Pocock tại ACT. Để đổi lại sự ủng hộ của ông Pocock, thì dự luật về nhân dụng được Thượng viện thông qua. Ủy ban cố vấn thứ nhì được gọi là Women Economic Equality Task Force, mà trưởng nhiệm là một cựu bộ trưởng trong chính phủ lao động trước đây. Bà Jenny McLean, ủy ban cố vấn thứ nhất, đã đưa ra đề nghị gia tăng trợ cấp thất nghiệp job seeker tương đương với 90% của tiền trợ cấp tuổi già, tức là age pensions, và tổn phí của đề nghị này là 24 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Hiện nay, trợ cấp thất nghiệp chỉ tương đương 65% của trợ cấp age pension. Trong khi đó, thì Ủy ban thứ nhì về bình đẳng kinh tế cho phụ nữ đã đưa ra những đề nghị về sự công bằng cho nữ giới. Tuy nhiên, phản hồi của Bộ trưởng Jim Chalmers là ngân sách không đủ để chấp nhận những đề nghị này. Điều này cũng có nghĩa là chính phủ sẽ gặp khó khăn về phương diện chính trị, vì khi các đề nghị này trở thành những đề tài được thảo luận tại Quốc hội, thì áp lực của chính phủ sẽ gia tăng. Trong bối cảnh này, chúng ta phải hiểu những loan báo gần đây của Bộ trưởng Bill Shorten là người chịu trách nhiệm về chương trình bảo hiểm khuyết tật NDIS. Ông Bill Shorten đã lập luận rằng cơ quan quản trị NDIS đã đi lạc đường và vấn đề này cần được cải tổ để giảm hạ mức độ gian lận và phung phí ngân sách. Theo dữ liệu của Bộ Ngân khố, thì chi phí cho chương trình NDIS đã lên đến 34 tỷ đô la. Đây là một khoản ngân rất lớn, cho thấy NDIS quá tốn kém để có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Đó là một ví dụ cụ thể về những khó khăn mà chính phủ Albanese đang đối diện.
Và do đó, thông điệp mà Bộ trưởng Jim Chalmers muốn gửi đến mọi người là chính phủ Albanese không có đủ tài chính để thực thi tất cả mong muốn của cử tri. Vì càng gia tăng chi tiêu thì thất thu ngân sách sẽ càng nhiều. Kế đến là tin về bảo vệ người tiêu dùng, tứ trụ ngân hàng bị chỉ trích. Theo nguồn tin Yahoo Finance trong năm tài chính vừa qua, tập thể khách hàng của tứ trụ ngân hàng đã mất 550 triệu đô la vì hậu quả của các cuộc tấn công tin tặc. Một phúc trình của Ủy hội Đầu tư và Chứng khoán gọi tắt là ASIS cho thấy rằng tứ trụ ngân hàng chỉ bồi hoàn khoảng 13% cho khách hàng sau khi họ thất thoát tài chánh bởi các vụ tấn công tin tặc. Các ngân hàng lớn nói chung chỉ bồi hoàn khoảng 11% cho các nạn nhân của các cuộc tấn công tin tặc. Trong trường hợp mà họ quyết định bồi hoàn, thì mức độ bồi hoàn chỉ ở mức là từ 2 đến 5% của số tiền bị mất. Nói chung thì cơ quan kiểm soát tài chính tin rằng phương thức bồi hoàn của các ngân hàng là quá thấp so với dự phóng. Theo Phó Chủ tịch ASIS, bà Sarah Cote, thì mặc dù các ngân hàng đã đầu tư nhiều trong nỗ lực chống đối tin tặc, nhưng họ cũng cần phải làm nhiều hơn trong việc bảo vệ các khách hàng. Phúc trình còn cho thấy rằng các nạn nhân đã không nhận được sự ủng hộ đúng mức từ các ngân hàng, bởi lý do ấy mà các ngân hàng được khuyến khích là phải nghiên cứu phương thức mà họ đối phó và trợ giúp cho các khách hàng nạn nhân. Cũng theo Yahoo Finance, thì trong năm tài chánh vừa qua, cư dân Úc đã mất 3 tỷ 100 triệu đô la, và trong số này, lĩnh vực đầu tư mất 1.5 tỷ đô la. Sau đây là tin từ New South Wales. Tòa án bác bơn khiếu nại của những người biểu tình bị phạt trong đại dịch COVID-19. Trong thời gian phong tỏa hàng ngàn cư dân tại New South Wales và đặc biệt là tại Sydney, hàng chục và thậm chí hàng trăm người đã tụ họp biểu tình phản đối việc phong tỏa. Họ đã vi phạm lệnh cấm tụ họp bên ngoài khi nhân số lên đến trên 20 người, mà không có lý do chính đáng. Bởi lý do ấy mà họ đã bị cảnh sát phạt tiền, và hiện nay một số người bị phạt trong hoàn cảnh này đã nộp đơn kháng cáo trước tòa án. Hay trong số các nguyên đơn lập luận rằng họ đã tham dự các sinh hoạt này như là một hình thức phát biểu chính trị và luật lệ được áp dụng đã vi phạm quyền tự do phát biểu của công dân Úc. Ngoài ra, nguyên đơn cũng lập luận rằng việc tụ họp này là sự phản kháng vì mục đích chính trị và do đó họ không cần tuân thủ những giới hạn trong đại dịch. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ lập luận của các nguyên đơn. Luật sư đại diện cho rằng nguyên đơn nói rằng quyết định của tòa án có thể được chính phủ tiểu bang áp dụng trong việc giới hạn quyền biểu tình. Mặc dù vậy, các quyết định của các tòa án có vẻ không thuần nhất vì trước đây một tòa án khác đã quyết định là tờ giấy phạt mà cảnh sát đã trao cho những người biểu tình thiếu những chi tiết cần thiết mà luật lệ đã quy định và do đó tòa án coi những tờ giấy phạt này là không có giá trị. Quyết định này đã ảnh hưởng đến hàng chục ngàn giấy phạt mà cảnh sát đã biên phạt cho những người biểu tình. Hồi năm ngoái, trong một vụ kiện khác, thì một chuyên gia về dịch tễ học của Viện Đại học Deakin, giáo sư Catherine Bennett, nhận xét rằng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, thì sự lây lan dịch bệnh COVID-19 trong các buổi tập hợp ngoài trời ở mức rất thấp. Trong khi đó, thì Phó Y sĩ trưởng New South Wales, ông Jeremy McNaughtney, thì nói rằng nguy cơ lây lan của các vụ tập hợp bên ngoài là rất cao. Khi những người tụ họp không giữ khoảng cách và liên tục hò hét lớn tiếng. Bước sang Tây Úc, Thủ hiến McGowan phát biểu một đề nghị kỳ lạ tại Bắc Kinh. Trong thời gian có mặt tại Bắc Kinh, Thủ hiến Tây Úc McGowan đã nêu ra một đề nghị là Thủ tướng Albanese khi viếng thăm Bắc Kinh nên mời tất cả các thủ hiến tiểu bang và lãnh thổ cùng đến Bắc Kinh để tham dự và để thực hiện phiên họp của Hội đồng Nội các Quốc gia. Nhắc lại là do sự đòi hỏi để có một phương án chung đối phó với COVID-19. Thủ tướng tiền nhiệm Morrison đã thiết lập Hội đồng Nội các Quốc gia gồm thủ tướng và thủ hiến của tất cả các tiểu bang và lãnh thổ để thảo luận về phương án phòng chống đại dịch. Hiện nay,
Hội đồng Nội các Quốc gia vẫn được tiếp tục áp dụng bởi chính phủ lao động Albanese, và Hội đồng Nội các Quốc gia này luôn họp tại Canberra hoặc dưới hình thức họp nhóm online. Chưa bao giờ mà Hội đồng Nội các Quốc gia nhóm họp tại nước ngoài, và lạ lùng hơn nữa là tại quốc gia độc tài cộng sản. Thủ hiến McGowan đã có chuyến công du Trung Quốc sau 4 năm gián đoạn vì đại dịch COVID. Trong cuộc thăm viếng lần này, ông McGowan đã tiếp xúc với những người đồng nhiệm trong vấn đề thương mại giữa Tây Úc và Trung Quốc. Và lần này còn bao gồm cả chuyến bay trực tiếp từ thủ phủ Perth đến các điểm tại Trung Quốc. Ở cấp liên bang, Thủ tướng Albanese cũng đã phát biểu hy vọng là ông có thể có chuyến công du ngoại giao đến Bắc Kinh trong vòng mấy tháng sắp tới. Trong khi đó, thì Thủ hiến Victoria Daniel Andrew cũng đã có chuyến công du đến Trung Quốc, và Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk cũng đã loan báo là bà sẽ thăm viếng Trung Quốc vào cuối năm nay. Hồi năm 2018, Thủ tướng Malcolm Turnbull trong chuyến công du Hoa Kỳ cũng đã mời 4 thủ hiến của các tiểu bang, cả ông McGowan và ông Andrew tháp tùng cùng phái đoàn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chưa bao giờ có đề nghị là một phiên họp nội các quốc gia nên tổ chức tại nước ngoài. Và do đó, đề nghị này đã nhận nhiều phản ứng tiêu cực, kể cả phản ứng từ cựu phó thủ tướng Barney Joyce. Dân biểu Barney Joyce phát biểu trên đài Sky News rằng khi ông nhận được thông tin này, ông đã không thể tin đó là sự thật, mà ông tưởng rằng đó là một phần của các bản tin giả. Cũng theo lời ông Barney Joyce, thì ông không thể hiểu được tại sao ông McGowan lại có một ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Điệp viên nước ngoài hoạt động mạnh để tiếp cận bí mật quốc gia, tổ chức ASIO cảnh báo. Hôm qua, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc nội ASIO đã lên tiếng cảnh báo rằng điệp viên nước ngoài đang hoạt động mạnh mẽ để tuyển dụng những phần tử không trung thành với nước Úc trong nỗ lực tiếp cận bí mật quốc gia của Úc. Cũng theo ASIO, thì các điệp viên nước ngoài hoặc đại diện của họ đang cố gắng đánh giá về hệ thống an ninh của chính phủ Úc. Trong một phúc trình gửi đến Ủy ban điều tra của Quốc hội, tổ chức ASIO lập luận rằng chính phủ cần có những thay đổi về luật pháp để ASIO trở thành cơ quan trung ương duy nhất có quyền quyết định về mức độ bảo vệ an ninh cho các công nhân viên chức tại Úc. Với phúc trình này, ASIO đã cập nhật hóa việc ước lượng mức độ đe dọa từ các điệp viên nước ngoài. Theo ASIO, thì hoạt động của các điệp viên nước ngoài đang là một mối đe dọa cho các cơ quan và nhân sự của chính phủ tại Quốc hội, tại các cơ sở công vụ, cũng như tại Bộ Quốc phòng và ngay cả trong hệ thống tòa án. Tổng giám đốc ASIO, ông Mike Burgess, cũng cảnh báo rằng kế hoạch AUKUS cũng là một mục tiêu mà tình báo nước ngoài đang theo dõi. Sau cùng là tin liên quan đến an ninh nội địa. Trung Quốc theo đuổi sách lược xâm nhập Úc Châu, Bộ trưởng Nội vụ đối lập cảnh báo. Xuyên qua cuộc cải tổ nội các đối lập được loan báo vài ngày trước đây, nghị sĩ James Patterson đã được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ đối lập trong thời kỳ chính phủ Morrison tiền nhiệm. Ông James Patterson đã từng làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo An ninh Quốc phòng, nên ông có sự hiểu biết sâu rộng về các hoạt động tình báo của Trung Quốc. Nay với vai trò mới là Bộ trưởng Nội vụ đối lập, ông Patterson một lần nữa đã xác nhận rằng Trung Quốc lúc nào cũng theo đuổi kế hoạch xâm nhập vào hệ thống chính trị tại Úc. Nhận xét của ông James Patterson trùng hợp với một cuộc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lowy Institute. Theo đó, đa số cư dân Úc gốc Trung Hoa đều đã nhận được tin tức xuyên qua trang mạng xã hội WeChat. Lowy Institute đã tiếp xúc với 1.200 công dân Úc gốc Hoa. Kết quả cho thấy rằng đa số công dân Úc gốc Hoa là ủng hộ tiến trình dân chủ tại Úc. Nhưng ngược lại, nghiên cứu này cho thấy có đến 82% người Úc gốc Hoa sử dụng trang mạng xã hội WeChat. Và trong số này, có 47% tiếp cận trang mạng này mỗi ngày một lần.
Theo nhận xét của ông Patterson, thì trang mạng WeChat và các cơ quan truyền thông khác là do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Và các trang mạng xã hội này chứa đựng nhiều tin tức được phổ biến theo quan điểm Đảng Cộng sản. Theo lời ông Patterson, thì mưu toan xâm nhập và sinh hoạt chính trị của Úc từ Bắc Kinh không phải là điều mới mẻ, vì trong suốt nhiều năm qua, Bắc Kinh luôn luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến các cơ quan truyền thông tại Úc, để có thể có những ảnh hưởng với cử tri cũng như chính giới và báo giới. Trong khi đó, thì một chuyên gia khác, ông Fergus Ryan của cơ quan nghiên cứu chiến lược ASPI, thì sự kiện Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến tập thể người Úc gốc Hoa xuyên qua trang mạng xã hội WeChat là một vấn đề quan trọng với nền dân chủ Úc Châu. Với bản tin vừa rồi, Bạch Ngọc xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt Face TV. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai. Xin chào tạm biệt.